Thưa thầy, em đã thuộc bài Hồng sáng nay. Trong ba giảng có buổi phần trăng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ từ chân trời rộng lớn. Nhân ngày 20 tháng 11, tập thể lớp PU một cơ chúng em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thầy giáo và cô giáo. Xin kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, mãi là những thuyền trưởng đưa bao thế hệ cập bến tương lai. Và cuối cùng, chúng em xin chúc thầy cô có một ngày hiển trương nhà giáo thật vui vẻ, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Trên nương nhà đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sáng hương, có những bài ca nghe rao rứt lòng, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bông lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa vườn tím, như chim bay về khắp miền em lên đường, cũng bay xa nhiều thế hệ cháu bác Hồ, tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiến đấu tình Việt Nam. Bên ánh đèn kia em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân những chân phố em đã mấy mùa chia tay giặc lao tìm.